Nếu tôi phải chọn ra một cái tên tạo cho tôi ấn tượng trong các cái tên mới đến Cam Nù, tôi sẽ chọn Arthur. Người đã khiến tôi vô cùng bất ngờ và thú vị. Trước đó tôi chẳng biết cậu ta là ai cả. Có những sự khác biệt, nhưng quả thật cậu ấy khiến tôi nhớ tới Xavi khi còn thi đấu. Cậu ấy luôn muốn cầm bóng, không bao giờ để mất bóng, chơi đơn giản và vô cùng khéo léo. Đó là những phát biểu đầy sự cổ động được Messi gửi tới cho người đồng nghiệp mới của anh tại đội bóng xứ Catalan, Arthur Melo, người mà lúc này đang thắp lên hy vọng tuyệt vời tại Barcelona rằng cuối cùng đã có người thay thế phù hợp cho vị trí bỏ lại sau lưng sau khi Xavi giã từ sự nghiệp. Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo còn được biết đến với cái tên là Arthur hay Arthur Melo. Cầu thủ này sinh ngày 12 tháng 8 năm 1996, năm nay 22 tuổi, sinh ra tại thành phố Goiânia, thủ phủ bang Goiás của Brazil. Melo bắt đầu sự nghiệp chơi bóng ở câu lạc bộ Goiás năm 12 tuổi trước khi chuyển tới Grêmio vào năm 2010. Nhờ phong độ ấn tượng của các giải trẻ, Arthur được huấn luyện viên Felipe Scolari đưa lên đội 1 của Grêmio vào năm 2015. Anh giúp Grêmio giành chức vô địch của Copa do Brasil vào năm 2016, nhưng phải tới mùa vừa rồi, anh mới đóng vai trò quan trọng trong đội hình của Grêmio. Tân binh của Barcelona giành giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất khi vô địch quốc gia Brazil vào năm 2017 và lọt vào đội hình tiêu biểu của cả giải đấu. Trước đó vào năm 2015, tiền đạo Gabriel Jesus đang khoác áo Manchester City cũng giành được giải thưởng này. Cũng trong mùa 2017, Arthur nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu trong trận đấu đầu tiên của anh ở đấu trường Copa Libertadores khi thực hiện thành công 40 đường chuyền, đạt tỷ lệ chính xác là 100%. Lối chơi của tiền vệ này được giới chuyên môn đánh giá khá cao, được xen vào sự chất lọc giữa những gì tinh túy nhất của cả Andres Iniesta và Thiago Alcantara. Với khả năng chuyền bóng siêu hạng của mình, Arthur thường xuyên chơi với vai trò tiền vệ kiến tạo và lùi sâu. Thành tích chuyền bóng chính xác là 93,1% của anh đứng đầu ở giải vô địch quốc gia Brazil, và đó là cách anh cập bến với Nucam với giá trị 31 triệu euro, nhưng cùng với đó là điều khoản giải phóng hợp đồng cao ngất ngưởng tới 395 triệu euro. Nên nhớ rằng kể từ khi Xavi từ giã Barcelona, đội bóng này chưa bao giờ tìm được sự thay thế xứng tầm, dù đã có rất nhiều cái tên được đem về đây: Arda Turan, Andre Gomes, Denis Suarez, Paulinho, Felipe Coutinho, với tổng số tiền là hơn 200 triệu euro đã được chi, nhưng rốt cuộc vẫn còn đó vô vàn nỗi nhớ. Arthur đã phát biểu như thế này khi được tới vào khoác áo của Barcelona: "Tôi luôn bị ám ảnh bởi lối chơi của Xavi và điều đó khiến tôi vô cùng hạnh phúc mỗi khi được ví von với anh ấy. Tôi cũng muốn trở thành nhà kiến trúc sư cho lối chơi của Barcelona giống như Xavi. Và quả thực thì anh ấy đang thành công với quyết tâm vượt bậc của mình." Trong trận đấu với Valencia hồi đầu mùa giải, Arthur đã chứng minh giá trị tuyệt vời. Anh có tới 142 đường chuyền khi đối đầu với Valencia, con số nhiều nhất của một cầu thủ tại La Liga khi thi đấu trên sân khách. Thành tích này chỉ thấp hơn Xavi khi thi đấu với Levante vào tháng 11 năm 2012 với 148 đường chuyền, theo Opta. Thậm chí màn trình diễn này còn khiến cho Marca, tờ báo thân với Real Madrid, phải nhận xét: "Arthur chơi giống như anh, được trưởng thành từ lò La Masia vậy." Còn tại đấu trường Champions League, trong trận đấu với đối thủ khó chịu là Tottenham Hotspur, thậm chí Arthur cũng đã khẳng định đẳng cấp của mình. 87 phút thi đấu, anh tung ra 64 đường chuyền, tỷ lệ thành công lên tới 91,5% và có 6 trên 9 pha tranh chấp tay đôi cùng 3 trên 3 pha tắc bóng thành công. Bằng màn trình diễn ấy, cựu trung vệ của Manchester tức là Rio Ferdinand cũng đã phải trầm trồ ngả mũ: "Arthur thực sự đã chơi rất xuất thần, khiến tôi bỗng thấy cậu ấy không khác gì Xavi. Những đường chuyền của cậu ấy liên tục mở ra các khoảng trống và tạo nên những bước ngoặt của trận đấu." Nên nhớ năm nay Arthur mới chỉ 22 tuổi, nhưng những gì mà anh chàng này đang thể hiện đang thực sự là một niềm hy vọng mới tại Camp Nou. Đầu đã xuôi hy vọng đuôi sẽ lọt, khi mà Arthur đã cầm chắc tuyến giữa của Barcelona, Messi sẽ thoải mái để có thể thể hiện mình hơn, ghi bàn và tỏa sáng nhiều hơn trong một chặng đường dài của bản hợp đồng tới tận năm 2024. Lúc này, Arthur Melo đang thực sự chứng minh bản thân anh chính là mảnh ghép còn thiếu của đội bóng xứ Catalonia.